Ủa, mình đâu giờ 5 giờ nó chín rồi. Giờ mình gấp xuống các bạn ơi. Bưng lên ba thằng đút mỏ vô nha. À, đúng rồi. Đi bộ luôn. Rồi, đi. Ủa, cái này không phải cô lẫn gà đâu các bạn. Mà cô lẫn bị gạt. Gạt lẫn bò à. Thịt lọt nha anh Tư. Ừ. Chào cả nhà. Bây giờ anh em mình thì cũng mua mớ này ăn, không biết là cái gì nè cả nhà. Út Lộc mua ha. Chút thì mình kêu chi tiết vô ăn. Ăn mình bất ngờ cho không biết ăn là cái gì nha cả nhà. Đó bây giờ trong này cái là cái như là không biết là cái gì. Mình gạt mẹ nó xương bò đi. Đó. Mẹ nó không, anh cứ nói là vô anh kêu cũng làm đi. Rồi, bây làm giờ nha. cứ nấu rồi chuẩn bị ra đồ làm. Thì anh em mình kêu cũng làm thôi, cậu quay ngay chừng nào ăn chừng nào như đem ra mình chiên hay làm gì đó anh biết. Chiên đi. Hả? Chiên là ga hay chiên củi? Em biết đâu lò ga sợ không chiếm miếng biển miễn lưu được, tính chiên miễn lưu mà em anh nãy tính miễn lưu đúng không? Cứ chiên vậy đi ha, để rồi bây giờ anh điện không có đem thổi thì không? Trời không đem rồi, lấy máy dựng đi, máy cần đi. Máy em á, máy em đang quay. Thì cầm lên lấy. Dạ dạ dạ. Anh ba gọi chưa? Rồi chạy bánh gạo rồi. Rồi ông nói sao? Có kêu ghê ghé dướng tú không? Có kêu dướng tú luôn đó, mà chậm qua chút. Để gạt dưới đúng. Bữa đó gạt giờ Tư không tới giờ cũng dính màu tới giờ luôn hả? Rửa tóc ra luôn hả? Dạ. Sao màu dính dưới? Tay bụng gì nè, nó đầu gỗ bể đầu thì nó nãy. Tới bữa nay không ra luôn, 3 4 ngày còn nữa. Dính hoài nữa. Bây giờ mình tính lấy cái lu. Đợi đi à, đợi Tú dưới ổng vô đi. Dì mẹ luôn nào. Cái lu đó đi. Rồi đợi vô ổng vô đi rồi mình bàn tính nữa. Vậy đi ha. Rồi. Qua đây nè. Mình nói không làm không được. Có tấu không? Có. Ờ vậy hả? Được rồi. Đi. Vậy đó. Ba thằng ba cây bún lụt. Ba thằng ba cây bún lụt. Ừ. Nào thắng thì ăn được ăn. Là thú rồi. Ừ, ăn. Gì sao? Nào mạnh được ăn đó. Trời ơi. Trời ơi, chơi cái gì quýnh lộn nữa rồi. Vậy, chơi gì mới vui, ba thằng ba cái. Đó, giờ lấy cây nào. Cô lấy cây nào vậy? Hả? Lấy cây này, nó khổ rồi. Nghe nó khổ rồi. Ô, lo vô rồi. Trời ơi. Trời ơi, tưởng sao kêu. Tưởng vô có gì mà ngon, tới nay đưa thằng cây không biết làm gì. Làm gì nó vui. Vậy đó hả? Ừ. Rồi đưa mà mất thằng. Thì máu ra là mình đâu mình viên. Chào bà con bạn bè, thế này ba anh em cũng như là ba anh em ruột mà kêu đưa thằng cây quýt này chảy máu. Ừ. Chào bà con. Thử đi. Rồi con. Ê, trời ơi, 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 trời. Bây giờ anh Tư em có một món định chiên à, mưa quá biết chiên được không? Cỡ này ngày nào cũng mưa chứ chịu không nổi. Cái gì mồi mồi gì không? Chị mồi gì em không biết mà em mua vô cô mấy ông ăn được rồi. À vậy đó hả? Có đồ ăn thôi. Em nói chung là cái bọc cái này mà đi rồi mình lo làm đi rồi ngồi coi. Dạ. Bộ ăn là tôi khoái, ăn là tôi khoái à. Bỏ dùng kiên chậm. Chữ gì? Ừ, xương bò. Bỏ dùng kiên chậm. Xương bò hay xương gì trời? Xương bò, bò con, bò nghéo á. Vậy đó hả? Nhỏ nhỏ hả? Mọi người cái mình, cái mình làm gì mình chiên gì ta? Chiên cộng chiên. Vậy đó hả? Chiên đi ha. Rồi chiên bằng cái gì đây? Miếng lu. Mày phải ăn không? Phải. Ồ. Rồi, bây giờ anh em mình tính gì miếng lu đâu có. Nó miếng lu rồi, cái nằm đó kìa. Đây nè, đập luôn ha. Tụi anh thằng banh bên giờ nó tét rồi. Đập. Không. Thôi đập bể dụng ra. Anh banh đi. Rồi, dạ. Coi chừng gãy nè. Ê, từ từ. Từ từ. Đập quá bể á. Đây. Tú làm rồi mẹ luôn rồi. Ồ mấy này chiên luôn anh ta. Còn cái đó dính dơ quá vậy. Không có mình rửa mà. Rửa bớt cái quên. Miếng đó hay miếng kia? Gọi làm hai. Có miếng kia sạch hơn không? Nó sạch hơn. Vậy lấy miếng đó đi thôi kia đi. Vậy để miếng lấy miếng kia đi chạy. Bự nó đẹp hơn nè. Còn quay cầm nè. Có quay cầm chiên đã luôn. Có quay cầm nữa không? Đó. Có quay luôn đã trời ha. Ủa cái này chiên rồi, chiên được nhiêu nè? Rồi rửa đi. Ủa sao rửa đi? Anh cái đầu anh sao mà đổ rồi mày ta? Ông muốn em bảy đầu đó. Dạ. Mình rửa đi. Rửa đi. Ai em rửa tôi bắt nước cho. Lấy cái ca muốn nước mà được. Trời rồi đây nè, có cái ca đây nè. Có cái ca bự rồi. Có ca nè nè. Cái này để vô chén vô. Không. Ngoài nữa luôn
Nè, lấy cái này chiên luôn ăn. Tào lao. Chiên nó ăn 3 ngày chứ dầu. Tào lao rồi tào thét. Ồ, cua nó kìa mua. Gì? Cái cua nó kìa. Ủa, cần cua của ông ba đó. Để ông ăn dưỡng thai á. Dưỡng thai á. Dưỡng sức. Dưỡng sức. Dưỡng thai. Quên nó dưỡng thai. Tôi quên mà. Ông bà có thai chắc phải là cái giới. Trời ơi, ổng mà có thai mà ổng đẻ một cái bà có đội mẹ tôi cũng bỏ nhà tôi đi tôi con mấy ông liền. Trời ơi, ông này rửa ông kia là được rồi mà chứ còn có sạch đâu. Cho sạch nghe. Trời. Thế này hả? Biết sắp làm không? Cái cục cao nằm dưới anh Tư, cục thấp nằm trên. Cục này cao nè. Để nằm xuống. Đây nè. Thế giờ cục này thách chổng luôn nè. Chào thách. Rồi thử đi. Đó mình khiêng cái đó mình thử coi rồi mình hả mình nhúng lửa. Đó. Ủa, các bạn ơi thấy không? Đầu vô cái chảo này. Thường thường ông bà nó nói chảo khiêng của người bây giờ khiêng tới hai người. Còn hơn chảo lá sen. Hơn chảo lá sen. Mày phái không? Phải. Nó đó. Ủa này sao nó học ai mà nó là nó phái hoài vậy ta? Rồi mày đứng đó mày chịu hoài luôn rồi không kêu rửa tay cho nó. Che dữ mà. Che đi. Nó đàn em mà nó làm ghê. Điện qua nó hốt luôn. Trời. Cái bên xiên chiên luôn cái bên gì á? Tôi hỏi nè bộ của anh. Tiêu. Ông này sao mà ngộ thì cũng làm như ổng kia sao đó. Thế này ba ngày kia ông lấy mỡ, lấy dầu qua, ông lấy cái đường pin. Ông gọi kiếm bà của lỗ cha tôi hay vậy. Anh thờ mà khỏe là trời. Ông cố đổ trời ơi, tôi sợ vậy. Ông tôi lại cha. Kiếm đem dầu ăn qua chiên đồ, cái tóc ngàn ông đem cái đường pin qua. Ừ, biết đâu kỳ gì. Đó tôi sợ ông chờ ông gọi được pin rồi. Mà ông này ông hơn ông trời nữa. Rồi. Lấy pin về trời. Có ba con sợ luôn, sợ luôn. Cái đồ ăn tấu hù kìa. Sao bỏ. Cái giống này tấu hù. Cái đồ ăn cho nhúng lửa kìa. Ngồi vô nhúng lửa mẹ. Ủa cái đồ đũa gì thấy ghê không? Đâu cái đồ đũa này. Sao không? Trời. Ủa tôi nhớ cái đồ đũa là đồ cổ mà anh. Ừ. Ủa mấy thầy mới có đó. Ai? Mấy thầy mới có xài đũa này nè. Làm gì thằng thầy có? Ừ. Nó tên gì? Tên Tiếp. Mẹ ơi, nhớ tôi đâu có. Ờ, phải không? Ờ, phải rồi. Phải không? Không, mà ý anh ba nói đũa nè, mình chở nó không có nắm tay. Đúng rồi, đúng rồi. Chờ kép cái tay kia. Nó giảm ra. Đứng luôn bây giờ. Đúng không? Đó. Đó, muốn lấy chịu mới thấy lấy muối á. Trời bà con. Trời tao hù luôn. Cái đồ ma nó nhát chạy cũng chết. Trong đời tôi mới thấy anh á. Công nhận thiệt chứ mới được giật được của mình muối đi từ nhỏ tới lớn tôi mới anh tới nay đem dầu ăn qua đem muối qua đem cái đường bia theo là làm gì vậy đi dội ngày không giấc này nó mấy giờ tôi tưởng nó tấu mới có 4 giờ tôi tưởng nó tấu gì chứ à không mọi người nghe nhím lửa làm gì đây mình chiên mà không biết anh nhím lửa làm gì hả đâu kè nhím lửa làm gì rồi nấu gì lấy vô đó đây chiên hả tưởng nó nướng chứ nướng đâu mà nướng chiên hả? Ờ chiên lấy chảo ra. Trời ơi, nhà đâu? Tên không có không, không có chảo. Ờ cái lu. Trời ơi, hèn chi. Cái lu cũng nói. Các bạn thấy không? Lấy nước nước ngoài tôi thấy gì đâu không mà không biết là Lộc với anh ba mua gì đó mà điện trời rồi. Tiếng nhông bọc của kìa mà hồi mới lấy ông cho lấy rồi đâu. Không biết cái vụ gì luôn tôi không biết. Đồ ngon. Mà mình không dám xem luôn á. Đồ hiếm. Em mua phải đồ hiếm. Thấy. Để cho tôi đố không? Cái gì? Ha. Chút nữa tôi đố. Bây giờ chưa đốt cho nó khô đi. Khô nước thì ra đây bạn để vào ăn vô. Ủa mình không đập tỏi ta. Nổ rồi đó. Lẻ lên, lẻ lên. Đó, nổ rồi đó, khô quá. Ồ còn nước quá. Cái nó. Hết luôn đi. Cái đồ này rắc rồi. Tỏi đâu trời. Ủa tỏi đâu quên. Tỏi nó khét ngon làm gì? Lấy xả rồi. Xả hả? Ừ. Thơm. Cái này cái quay mình cầm à. Cái này thì mình nấu bằng cái này bằng lửa củi khói quá vậy. Nha cả nhà. Rồi đông cảm đi. Đừng nổ trời. Làm cái kia vậy? Làm rồi đem mồi ra điện ba ngồi xuống đi. Đó, hết dầu ăn rồi đó. Bây giờ các bạn ơi bây giờ mình không có tỏi.
Bây giờ mình thử cái này nè, nó mới sốc hàng. Cái này là xả đó nè. Là... Trời ơi, ông làm gì mà ông bẻ khúc ghê trời. Trời ơi. Đũa đâu, có đũa cái gì luôn. Rồi anh lấy cái bọc hàng của mình ra anh ba. Ờ, ngồi hả? Quá khối. Khối. Bạn bị mưa quá đồng lạnh. Có cái gì để dân ta? Lấy thùng này. Mình mượn mình để lên đầu lên, để đất gì. Bữa nay mình anh đãi gì mà chiên gì mà tác mở lên đây. Tôi thử mở đổi rồi đó. Ăn mình chiên dẻ thôi. Bữa nay không có gieo. Dạ, ừ. Bữa nay mình mua gieo. Bữa nay anh với Lộc mua gì đãi vậy? Anh đi làm mua gì đâu, nó mua thùng heo, thùng bò. Dạ. Ở thùng bò to. Anh lấy anh chiên đi, lấy ra đi. Bò rồi chiên này. Nè, thùng nè không? Còn khoảng có là trời cái này cho chó ăn cái chứ ai ăn cho nổi qua cái đùi gà nó đóng thịt bè cho còn lao. Xuống. Xuống thùng nữa. Xuống lấy nổi. Cho không? Rồi nứt luôn kìa. Chở lại, chở lại, chở lẹ lại, chở lẹ lại. Xây cái xây lại nó chảy dầu xuống hết, lẹ lên, hết dầu luôn rồi. Rồi hết dầu luôn. Trời phật mẹ trời. Là đùi bò, đùi heo, đùi chó gì à, đâu thật sự cái gà nó lẹo mẹ cho này cho chó ăn thôi về mày. Mày mày ăn không? Không. Không luôn hả? À. Tao cũng không luôn. Thôi về đi hai anh em tôi ăn. Về đi hai anh em tôi ăn. Dạ nghe nhớ nghe. Khúc nè. Kệ đi. À, anh em bây giờ anh em làm muốn chết luôn che khe. Ê, cái dấu nước còn anh bơi. Xây nữa. À, mở không ra đâu. Kệ nó ra. Trời. Rồi. Thế không ổn rồi. Lên đây nè, tiếp coi. Mày chạy về được. Cho dính luôn bây giờ. Đổ hết vô đi anh bơi. Để nó lưu quẩy rồi kìa. Trời ơi trời. Chào lại lại. Cái này cho mấy ông về dạo nó trời nó còn chảy dầu anh đưa nhìn chút nữa mới được. Ừ đúng rồi đó, qua đó đi, nó chảy ra muốn hết rồi, muốn hết dầu mẹ luôn. Bốn ngày mua xương gà cho ông trả đây nè, mệt chết khốn chết luôn. Món đặc biệt luôn phải không anh Tư, em nói đặc biệt đúng không? Không. Cũng ngộ vô viên mà thế này mình chở này mà giỏi vô mà chở đi. Em cứ chở dầu quýnh đi này, quýnh tư đây. Ừ đang chở dầu quýnh đít hoài, quýnh đít cho có chớ dẫm tới dẫm dầu. Cái món này kêu bằng cái món gì anh Tư? Cái món này mấy ông đưa đặt tên món này coi. Ờ cái món này phá lẩu á. Ờ được không hay hả? Không hay tên khác đi. Tên giò gà cũng cũng thịt giò gà còn nguyên. Giò gà cũng thịt. Này đùi gà cũng thịt. Giò gà cũng thịt. Đùi gà. Cái này là đùi chứ cái giò. Đùi gà cũng thịt. Ừ. Xương. Người ta là đùi gà cũng xương. Ở đây đây. Đùi gà cũng xương, còn đây đùi gà cũng thịt. Trời ơi còn bộ xương đang không trời các bạn ơi cho bắt khổ chảnh luôn. Rồi biết sao lại được giờ nó ốm như còn ba luôn. Chở đi chạy. Ôi phải chào ông. Thôi bị yếu rồi. Dễ kiếm ăn rồi nha. Ê ra ngoài chạy. Có đâu mà ăn đâu. Ông vô chợ kiếm có được ăn không? Món này thì đó giờ ai dạ. Ừ, mà hồi đó giờ tôi đâu có thời gian cái này đâu tay. Tôi mua cái đùi vậy tôi luộc tôi ăn. Vậy hả? À sao giờ nó lẻo giờ ai xương chưa biết. Ủa mà tại sao mà nó lẻo rồi nó đem gì đâu mất tiền hết trơn ta. Rồi đi đem nó đem đi biết đâu đâu lo. Nên đâu? Nên cho mấy thằng nhà giàu ăn. Mình nhà nó ăn. Bậy. Cái này nè, cái phở này nè, bán phở gì đó. Nói vậy chứ không phải, tại vì cái này nó ngon theo đeo em nó ngon hơn. Ngon như thịt. Thịt ăn với mập. Bởi anh Tư, anh ba, anh ăn với anh mập. Bởi ông này ông thông quê. Ông hay lúa. Mình ba lúa. Mình tới tám lúa. Ba lúa hả ta? Mày ăn mày phải không? Phải không? Phải mày vô mày chở. Anh chở đi. Ăn mà không chở con mẹ chị. Trời ơi, bể thùng trần. Bể thùng. Không thật cái thùng luôn luôn dạ. Cái bầu chảy cái đứt bà trà bá rồi nó còn què cái thùng gì mà mũ nè. Mũ chứ, sập cái dân. Cái này đó. Thằng chỗ ơi. Bữa nước mắm thì đâm chưa mà vậy hoài ông nội.
cái đó là gì? Ủ gì đó? Người chanh đâu? Chanh hả? Vâng. Còn đèn pin đâu? Chanh cừ không có. Thôi, kiếm chim cừ. Chanh cừ. Chanh cừ chơi. Ông nội là tôi thấy ông giờ cái này chú của ba thế nào cũng phải địa. Không chửi chắc. Ngồi chứ chi mà ông ăn được đâu. Còn nó còn có hai bụng nó dầm nó. Người thấy không? Không. Địa luôn đi. Vậy chứ. Này là gọi là xí quách hầm, xí quách chiên, xí quách chiên. Xí quách chiên. Món này ngon lắm nè. Đùi gà rút rút thịt. Nãy tôi quên tôi nói chứ thiệt á, anh đưa thịt tôi không ăn nữa. Thấy không? Lão nó mua được gà nó lóc thịt cho vợ tôi ăn hết mình nó chưa. Ông nói tào lao, ông nói tào lao. Ông nói tào lao trên mạng nó chửi chửi tôi vậy vậy. Thôi à, mấy em đi biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu cái siêu biết bao nhiêu cái siêu thị nó mua được dùm xương cái đó. Không có thôi. Trời ơi, tưởng sao nó đi siêu thị nó mua. Đi siêu thị mà mua được cho mấy người kia đang mẹ hết trơn rồi còn. Mấy siêu thị đi nghèo. Ủa cái gì mà tặng 250. 250 hả? Ừ. Bà cô rồi mẹ. Bỏ chú không. Chém đi. Bỏ chú không. Chém cho chết mẹ. Bỏ chú không. Bà tôi nó bỏ luôn chú không. Bỏ chú không hả? Còn 25 hả? Ừ. Đặt rồi, em nói 25 mẹ. Không phải, em vô mua. Nó hỏi anh em còn nhiêu tiền. Em nói em thì tiền nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà kiếm cái nào cái ghẻ đi mua. Nó nói giờ ghẻ nhất ở đây chỉ có xương mấy con chó ăn thôi. Trời má, vậy là mình chó luôn hả? Em nói là đó vậy em không ăn thịt hả? Không thịt, em tu. Tu hả? Em ăn xương. Trời tu tu không ăn thịt mình ăn xương. Bà cũng là này mà tu uống luôn. Không nổi đâu cái này là hoài. Mày vô đây đây. Luôn chiến đi. Người nói vậy ơi. Mỗi người này ăn được không? Không, cái này mình ăn tạm thời được á anh em ơi. Để vậy người ta ăn thịt mình ăn xương nữa kệ đi. Sống dài. Dạ. Ăn xương nha, ta ăn thịt mình ăn xương ngon. Quý. Còn, cô lấy nha. Bây giờ mày vô mày chiên chút đi. Đúng rồi chiên. Vô đi. Ông cố nổ này hồi nào thì chắc chừng ông không có từng xào nấu gì đâu. Ông có vợ rồi. Đưa ông làm đi. Đưa ông thế làm đi. Chưa có vợ đó. Bây giờ không biết được. Ủa nó vừa có vợ nó hả ta? Vợ đâu có. Chào bọn cái trời cho tôi ở trên hôm nay. Tám mấy đủ rồi sao tôi không biết nó ta. Tao chào cái vợ ta kiếm vợ rồi không có kìa. Sao không nói cái đâu? À biết anh đâu. Mày biết con chó Minh Đình không? Hả? Hỏi rồi. Đấy rồi quên tao đâu. Bây giờ mày thương mà. Mày thương mà. Cái gì à? Bà chính Minh Đình hả? Chính Minh Đồ không? Trời ơi trời, tới nay giới thiệu nó chính Minh Đồ nó không chịu. Nó đẹp cho nó này cực kỳ luôn. Chưa từng thấy chính Minh Đồ á. Đẹp chưa từng thấy. Nó đẹp một cách cực kỳ luôn. Anh chở ra tôi dễ thấy chưa đó. Rồi nói mày nè. Hồi đó đó là nó đưa đò. Đúng rồi. Là ta kêu là chính Minh Đồ. Đó. Nhưng mà tóm tắt là thằng Đồ cái ông bà nó nói là chính Minh Đồ là đâu mày biết mày nói đây. Chó Minh Đình. Đâu phải nó ngủ đâu, nó khôn quá cố đồ luôn. Ủa sao mày không có vợ ta? Hả? Là em không thích có vợ. Sao? Không thích có vợ. Sao mà không thích? Ta rồi tối ta ngủ rồi. Trời ơi. Em ơi, thì như luôn. Ông sao mày? Rồi đó rồi. Em ơi. Châu không? Để mày ăn khác mày ăn. Được. Ủa sao có lửa cháy luôn, thấy lửa cháy luôn kìa. Nứt như cái đó hả? Đây là như vậy đó. Được rồi. Được rồi. Ăn cũng cực khổ các bạn ơi, sao khổ quá. Ăn bươi như ghê vậy, bươi như chó bươi như vậy. Con chó bươi xương vậy. Bươi là chó bươi xương vậy. Ủa mình đâu vậy, nằm giờ nó chín rồi. Mình gấp xuống các bạn ơi. Bưng lên ba thằng đút mỏ vô ngang. Ờ, cũng đi bộ luôn. Rồi, đi. Ủa, cái này không phải cô lẫn gà đâu các bạn. Mà cô lẫn bị gạt. Gạt lẫn bò à. Xịt lọt nha anh Tư. Ừ. Cái lò có cát ăn nó ngon, nó gân mình nó bé một chút. Để cho chảy ra nó đều, mâm nó bự nhiều chút cơn. Đầu không? Này giống lạc xưởng quá các bạn ơi. Nhưng mà đây đây người ta ăn thịt cho mình ăn xương. Anh Túc, dập lửa đi. Dập lửa chút lửa cho nó. Dập lửa đi. Túc, dập lửa chút. Để nó khát. Lấy cây rồi dập. Nước luôn. Khô là nước luôn á.
cái nước đẩy vô, nước vô nó bể luôn. Bể vô nước luôn cái kệ, từ từ cái. Ba thùng. Rồi xong, tắt đi. Dập tắt hết đi, lùi vô hết đi. Khổ quá bạn. Trời ơi, trời. Chuyện gì, chuyện gì tới, bể vô vô. Trời ơi là trời. Ừ. Tay còn tay chứ. Con chiều làm hơn là cái. Thôi bây giờ mình đứng bằng cho mình quay cái hình, cái lấy cái coi. Nào bắt đầu bốc lên nè, mình cầm mình thằng cái coi. Bốc lên. Thế này ăn không nổi, cái mùi nó kỳ quá. Thôi để vô đi. Không để ba xả vô đâu, cái mùi vậy. Ok, vậy được rồi. Trời ơi, là sao quần tôi dính xịn luôn vậy ta. Vô chánh cự không đâu. Có chánh cự đâu, tôi có đem vô đâu. Lấy chú tôi lại đi. Còn không. Chú tôi nè. Nó ngay phải không? Ê, tao. Bây giờ là vũ anh. Món gì biết không? Món gì? Bây giờ món gì vậy, mình mời cả nhà dùng trước đi rồi mình mới nói sau. Đó. Bây giờ mình đã chín rồi. Mình mời cả nhà, mình đã làm rồi. Đây, đây cũng biết rồi mà, nhưng mình mới nói sau. Cắn cảnh luôn, cắn cảnh luôn. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ mình cái này lên là nói chung thì này, đọc có mua món này, món cầm dễ nè. Nói chung là cái này là do mua thích ăn này thôi, tại mình thích ăn xương gà thôi. Đó là đùi gà rút thịt, rồi. Còn bộ xương. Đó. Này thường thường là cho chó ăn hả? Súp ta. Súp gì? Súp. Súp bà lai hả? Súp á. Súp bà lai hả? Đập cưới thêm lum. Không phải. Đúng không? Ừ, vuốt thử rồi. Bây giờ mình mời trong mời cả nhà đâu nghe, mà mình ăn thôi. Này món này chắc ngon lắm các bạn ơi. Ngon quá. Tại vì thịt ăn ngán rồi. Đó. Đưa cặn vô đây nè cho mọi người thấy. Ngon quá. Đây nè, tích quá. Béo à. Anh nào mọi người. Vì đây là cái xương gà. Để lấy nét luôn về. Ngon. Ngon quá. Rồi sau đó là mình bỏ vô họng. Các bạn nói chung thì 1 kg 25 ngàn cũng dễ ăn lắm. Ăn tại phải ăn. Có tiền ăn được. Tại phải ăn. Tại vì mình ở thôn quê á. Thịt ai làm hết trơn đi. Chứ có thịt đâu ăn. Hốt luôn. Trời ơi, giò người ta ăn ta ngay luôn không nè, không đem thì chắc không ông nhín thì chó mà. Ở đây chó. Phá hoài chó nữa. Phá hoài. Nhai cho nó hết luôn. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Không bỏ miếng xương luôn. Ngon. Xương mềm đi nhá. Nó ăn như lúc lúc thôi. Quá, ăn miếng nhau rồi. Ăn nhau. Nói chung là mình nói cua cả nhà. Cái càng cua đồng mình á cả nhà, cái càng cua núi á. Ông vua ông vua chưa ăn được. Cua núi à, ăn cua núi à. Có ai dám đồn ăn đâu. Chém đầu đi chưa? Chém đầu ông, chém một cái lòng không chém đâu. Ông bữa mà. Ừ. Bữa đầu không chém. Vừa lắm. Mà vua đâu có nữa mà. Cái gì? Vua đâu mà. Mình nói nữa. Bây giờ vua kiếm nè, ăn da nè. À. Nó chạy này thật chấm, nó đâu ăn cái này thì đưa vô ăn ngon lắm trời luôn. Nhưng mà xương này rất ngọt. Rồi. Đi dầu ta ăn hết đi. Kệ đi. Mời cả nhà. Bây giờ anh em gió đồng thì có gì dùng nấy. Mà gió đồng cũng không có cái gì mà ngon mà là lại. Mà này ngon mà rẻ tiền nè. Cả nhà. Ngon mà rẻ tiền. Đó, cái này mới vui. Em cả nhà. Các bạn. Bây giờ mình đi vô nha. Cái này ngon mà rẻ tiền. Ai ngu vậy các bạn? Nói chung các bạn cái gì ngon mà dễ tiền, cái nào lạ thì mình ăn. Ăn cho thưởng thức chưa biết. Bây giờ ta bán đùi bán cái nói cho ngài cái giờ cái bà sườn sống nữa, sườn không nữa. Không gặp cái giò khác không lên nói chuyện cái thịt giờ mình ăn hết giò này mới nói chuyện sao. Mọi người ăn đi. Không nói giò tôi mất bẻ nó, cái này không phải giò này, cái xương này, cái xương xương đùi. Ừ, nói vậy nghe thấy không? Ăn xuống rồi thanh tú minh tú vậy á, cái gì tú á. Ờ mời anh em cho anh nào mời cho Lộc lấy mẹ luôn rồi, vô đồng lấy mẹ luôn rồi. Anh Chánh ơi, ăn luôn anh Chánh, vô ăn đồ gà anh Chánh ơi. Gà cũng xương. Ủa gà cũng gan hả? Cũng thịt. Ai ơi, ai phá thịt rồi. Gà lấy thịt rồi. Gà lấy thịt hết rồi. Nói vậy như vậy. Ủa ông này bữa nay ông gặp tôi lỡ uống trà một bữa là ông nói tụi tao. Nãy kiếm ông ngoài. Hả? Nãy kiếm ông đi ra ngoài. Ừ. Biết có gì thì chắc có gì em ta. Mà nãy là ngồi với mình cái rồi. Nghi lắm. Ừ. Chắc còn nè, chắc ông phá lệ tôi quá ta. Chắc xe lại em. À.
té lại không biết không? À, sao mà thấy hồi sáng giờ, hồi trưa giờ tôi vô là lại chắc ngờ mơ chắc tôi hơn nghĩ dám vô quay quá ta. Ngồi. Trời khá, anh thấy không? Ăn còn tiếng sáu hót nữa. Ờ, đại ca ăn vui vẻ nghe, tôi bay chở tôi đi kiếm mồi tôi ăn rồi đó, kiếm bù cào. Nãy giờ ăn cái món này còn món nữa không ăn. Món gì? Miễn luôn đó chứ, không đem lăn. Anh giỏi anh ăn đi, anh ăn vô đây rồi nó á khẩu luôn á. Tới nay miễn luôn mà kêu ăn. Mày cũng chiên với nó vậy, nó cũng chín cái này, chín rồi. Thằng cạp miếng. Cái này nó khác, còn miễn luôn nó khác. Làm miễn luôn ăn mới hay. Sao giờ mà nói chuyện với dân vậy? Chứ nó mời mọi người ăn, nó không có mời. Ừ. Gì đâu mà sợ người ta gì đâu vậy? Dòng họ mình không á. Bà con không á? Ừ. Mà còn xa chút chưa tới. Trời. Làm tới biết à. Trầm chấm miếng ơi. Cởi. Vậy giờ chỉ hoài ai biết gì. Chỉ hoài tầm hiểu á. Ngộ này không hiền, không hiền bà cố ngộ không ai hiền mà không. Người ta cũng phải kiếm món ăn rồi lạ rồi kia người ta ăn ta gì. Chào. Ừ. Như chào cái làm như bị liệt. Ăn đi nè, làm chậm đi nè, ăn rồi trời ơi, món ăn có nhiều mà ngán không nội thôi, tôi sợ trời luôn. Trời ơi, tao chân này lên rẻ đi ghê trời, bị bù mắt cắn á, đá là sáng tôi đá, tôi đỡ đỡ vậy nè, đá cứ từ rẻ luôn. Trời, đắp rửa bị dễ không quên. Ừ. Nhập viện 2 ngày á mà chưa hết. Ừ. Đúng không? Đúng. Mở cái lấy chậm ăn cái mời các bạn đồng hương mình á, mà cả nhà dùng. Mình dùng chung rồi chứ tớ hôm nay nó ngộ kìa bà con mà mình... cả nhà dùng chung nghe. Ừ. Thôi chứ tao ơi trời ơi đưa vô làm chứ đồng không lấy nữa kìa. Vậy hả, em đại diện cho hai ý lộn một đống họ. Ừ. Ăn cái giò gà ấy, cái miếng xương gà này của anh, cảm ơn nghe mọi người. Trời ơi mình hỏi vậy mình tao cũng biết trời. Trời ơi, đâu bà quẹt hết trời ơi, lòng mẹ chém luôn. Tại bây giờ các bạn tay dính mỡ á. Mỡ. Nhưng mà nó không có độ. Nó cố tình làm vớt người ta lấy vậy. Con. Mẹ luôn rồi. Con. Tao vậy. Tại cái tay mỡ nè, cái chén này nó đủ quá mới chân trâu là chân. Dạ chân. Trời ơi. Cái này không la tôi thì ai la không? Trời ơi, chân. Không nổi nữa, không có gì nữa. Trời ơi, trời ơi, ăn này nặng nổi. Nặng không? Nặng nó bể luôn rồi kìa. Bây giờ khá đồ gà mà ăn nó đá nè, ăn đá nè, đá bể thùng đá lại dằn cái chén xuống lọc nó vừa chấm nó đá tuồn cái gì đúng hết trơn mẹ mày chén nó vớt xuống. Ờ. Cái thùng bể luôn hôm mai mốt được cái mua đồ gà đó nó đá quá luôn mà đậm luôn thấy không. Cái tiền mũi này mày cái này bây giờ mình anh em mình ăn cảm nhận đi rồi anh em kết thúc video. Ừ. Giờ anh thấy là sao anh em mình cũng ăn cái mình chia sẻ với anh em ha. Bây giờ anh em mình cũng xin tạm dừng video, bây giờ kết thúc đây. Không có. Mọi người ăn rồi nó như thế nào? Nó thấy ngon chứ? Ngon mà cảm giác ăn như sao mình? Là... ngon còn giòn. Nhờ cái giòn á nó không có thịt nha, nó như nói chung không có thịt cái nè. Chỉ là cái đồ phụ răng. Nhai phụ răng với cái củ lẳng này nè. Nó ngon. Nó mềm, nó ngon mịn mại đó. Cảm thấy nó ngon, nó béo béo. Cả nhà, bây giờ mình đặng vũ đi mọi người ăn xương mọi người biết đi. Nhất là cái đồ cái cùi này nè. Cái củ lẳng của con gà à. Là nó gần không đục ngon cái đó mấy em ăn với xương không mà trong ăn à. Nhờ cái này nè nó không không thấy à. Thôi bây giờ mình tân ca chứ thì dùng tao không cho cảm nhận ơn trời ơi anh dùng cho cảm nhận rồi bây giờ tôi nói mà mời anh em trời tư cảm nhận đây cảm nhận cái giờ tới mình nói là cả nhà đi nói chung á thì cái gân gà này nè mình ăn nó cảm giác là thấy nó giòn mà nó béo làm như là cũng như là mình ăn vô làm sức khỏe mà nó tăng đề kháng lên đó tăng lên đó tăng lẳng lên tăng lẳng vậy này tới tôi nói là nói tôi nói đưa hơi chứ còn không tới nay tôi làm gì cái bánh ông đưa hơi vô cho cái bánh tôi nổ lên rồi đúng rồi nó rồi bánh vừa anh em không mới muốn á các bạn anh em có ra ngoài chợ mua cái này nè về một là khìa ngon tại vì mình chiên á chiên nó dễ ngon. Tú có nói vậy nói ngon dạ ăn ngon sao cái này từ nhỏ đúng lớn đó. Mới được ăn á mà vậy ngon hả? Dắt ngon luôn ngon hả ngon mà thấy cái gia vị nó sao mình nói cho anh em coi gia vị nó này nhai cục này thì nó giòn à. Ngon
dâu bỏ phải không? Dâu bỏ. Thì em được, em có được ý kiến không? Ờ, cho giáo đồng ý kiến luôn. Ngon, xong. Rồi, rồi hả? Ừ. Rồi giờ mình chào mọi người ha. Rồi chào mọi người có nha. Gặp anh em lại ha. Bây giờ anh em mình thì cũng kết thúc video. Bây giờ hẹn lại đi video sau. Rồi cả nhà ô like giùm cho giáo đồng nha. Like đăng ký giùm, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà. Chào. Nhớ bấm game thì cho tiếp nè. Trời ơi, nhớ bấm like giùm cho tiếp. Trời ơi, quên bấm game, bấm hộp chắc bị giữ nữa quá ta. Chào mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo của mọi người. Bye mọi người nha.